Minh Đức và Anh Thư mến chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tây Đô Ngày Mới của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chương trình sáng nay chúng tôi chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp dùng đồng bằng sông Cửu Long hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm việc tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Chiều cường đầu tháng 10 âm lịch tại thành phố Cần Thơ có khả năng lên cao sắp xỉ báo động 3. Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đó là khẳng định của Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 tại hội nghị tổng kết vào chiều hôm qua. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, tham dự có đại diện các cơ quan của Quân khu 9, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban giúp việc khung diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ. Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 nhấn mạnh thêm quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập chấp hành đúng kế hoạch, thực hiện tốt chương trình, nội dung trong các vấn đề huấn luyện đạt kết quả tốt. Ban chỉ đạo diễn tập chỉ đạo điều hành các cơ quan đơn vị địa phương tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật như xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, chuẩn bị các khu vực diễn tập, công tác bảo đảm, huy động các thành phần lực lượng tham gia diễn tập đúng đối tượng, kịp thời, chu đáo, chặt chẽ, tổ chức huấn luyện thực binh đúng kế hoạch, diễn tập thử và diễn tập chính thức nghiêm túc, bảo đảm bí mật. Các giải tập nắm được nội dung, phương châm, phương pháp, tư tưởng chỉ đạo để vận dụng xử trí các tình huống đặt ra phù hợp. Nhiều nội dung diễn tập sát thực tế, có chất lượng tốt, mang tính sáng tạo, tư duy khá toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2023 nhấn mạnh, thông qua diễn tập tiếp tục khẳng định cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt. Đồng thời qua đây cũng bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xử trí các tình huống xảy ra trong khu vực phòng thủ, đáp ứng được nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của thành phố trong tình hình mới. Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong những tháng cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ dân sinh, các tuyến phố, buôn bán, các cơ sở sản xuất. Mặt khác, chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, phục vụ đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Tổng cục Quản lý Thị trường cũng đặc biệt lưu ý đến các mặt hàng lĩnh vực trọng điểm. Cụ thể, tại các tuyến biên giới, các mặt hàng cần đặc biệt lưu ý gồm gia súc gia cầm, nội tạng động vật, pháo nổ, hàng điện tử, vải, quần áo, giày dép, đồ trang trí Tết. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo giải pháp giảm phát thải khí nhà kính ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp hướng đến phát thải ròng bằng không. Tại hội thảo, các nhà khoa học đến từ Liên hiệp hội và Trường Đại học Cần Thơ đã chia sẻ nhiều giải pháp giảm phát thải khí nhà kính như sử dụng rơm làm giá thể sản xuất nấm rơm, giải pháp tăng thu nhập, giảm đốt đồng, kỹ thuật quản lý nước trong canh tác lúa giúp tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kính, giải pháp xử lý nước thải trong nuôi trồng và chế biến thủy sản, quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình hướng đến phát triển xanh, những quy định và một số giải pháp giảm thiểu có tiềm năng áp dụng cho đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ cung cấp thông tin, chia sẻ giải pháp phát thải khí nhà kính để cùng nâng cao nhận thức và hành động, chung tay chống biến đổi khí hậu, hội thảo còn góp phần tạo cầu nối giao lưu liên kết giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và người sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiết kiệm năng lượng cho các ngành kinh tế trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang được các địa phương chú trọng triển khai theo định hướng của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Và đó cũng là một trong các nội dung quan trọng được nhắc đến tại hội nghị tiết kiệm năng lượng vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ.
Theo đại diện các địa phương, việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn của chính phủ trong giảm thải carbon, đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đề ra mục tiêu đến năm 2025. 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng và đến năm 2030, từ 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tại đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua, với sự hỗ trợ, hướng dẫn và định hướng của Bộ Công Thương, nhiều giải pháp kỹ thuật đã được triển khai có hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng cho các ngành kinh tế trọng điểm của vùng. Trong nuôi tôm thì Bộ Công Thương cũng đã triển khai trong những năm qua, đó là chúng ta thay đổi cái hệ thống bơm để tạo cái oxy cho cái hoạt động nuôi tôm. Rồi chúng ta có thể áp dụng những cái giải pháp trong cái chế biến, đặc biệt là chúng ta đảm bảo cái định mức tiêu thụ năng lượng cho cái ngành chế biến thủy sản, đó là chế biến cá và tôm. Ngoài ra thì chúng ta có thể áp dụng những cái giải pháp khác, ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời áp mái để chúng ta giảm cái tiêu hao năng lượng và chúng ta cung cấp cái năng lượng tại chỗ. Trong năm 2021, Trung tâm khuyến công được giao nhiệm vụ là cái xây dựng cái định mức tiêu hao năng lượng trên ngành sản xuất lương thực, trong đó có ngành lấm gạo và xây xát. Qua cái hiện trạng và cái nắm bắt được cái doanh nghiệp thì cái định hướng doanh nghiệp về cái giảm cái lượng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả thì doanh nghiệp cái hướng đầu tiên là họ sẽ tìm cách thay đổi cái máy móc thiết bị công nghệ cũ bằng cái máy móc công nghệ mới, cái năng suất nó cao hơn, công suất nó lớn hơn và cái mức tiêu thụ năng lượng giảm hơn. Cái thứ hai là cái vấn đề là cái trong cái chi tiết của những cái máy lau bóng gạo hoặc là xây xát có công suất lớn nhưng mà cái hiệu suất của máy hoặc là cái motor cũ quấn lại thì rất là thấp, hiệu suất thấp, thì họ sẽ tiến hành thay thế những động cơ những có cái công suất lớn hơn và cái hiệu suất mang lại nó tốt hơn. Bên cạnh tập trung giúp các doanh nghiệp đổi mới công nghệ thiết bị giúp tiết kiệm năng lượng, các địa phương cũng tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tận dụng các nguồn kinh phí của trung ương và địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giải pháp về quản lý năng lượng theo hướng bền vững. Hiện nay là trung tâm đang muốn hỗ trợ doanh nghiệp là về cái xây dựng một cái hệ thống quản lý năng lượng theo cái tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn là ISO 50001. Thì đây là một cái giải pháp nó tổng thể. Doanh nghiệp sẽ có xây dựng một chiến lược lâu dài và có một cái số liệu cụ thể về cái tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp. Đây là một cái giải pháp mà cần phải có cái đầu tư cũng như là chuẩn bị có cái lộ trình để thực hiện. Tại hội nghị tiết kiệm năng lượng vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhiều giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng đã được giới thiệu, để qua đó giúp các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục lựa chọn nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững theo định hướng của Bộ Công Thương. Tiếp tục với những thông tin nổi bật khác, tổ chức xếp hạng Quarterly Segment vừa công bố kết quả bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2024. Theo đó, Việt Nam có 15 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này. Trường Đại học Duy Tân có thứ hạng cao nhất ở vị trí 115, tăng 30 bậc so với năm ngoái. Top 200 còn có Trường Đại học Tôn Đức Thắng hạng 138 và Đại học Quốc gia Hà Nội hạng 187. Đại học Cần Thơ được xếp vào nhóm 651 đến 700. Có 4 trường lần đầu góp mặt gồm Đại học Nguyễn Tất Thành, Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Giao thông Vận tải và Văn Lang. Trong số này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được xếp vào nhóm 291 đến 300. QS Anh là một trong 3 tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Kết quả xếp hạng được dựa trên 11 chỉ số, trong đó ý kiến đánh giá của học giả và của nhà tuyển dụng có trọng số cao nhất, lần lượt là 30 và 20%. Một thông tin y tế đáng chú ý là Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long vừa phẫu thuật thành công cho một cụ ông 99 tuổi bị viêm phúc mạc cho thủng dạ dày. Cụ ông Nguyễn VH, 99 tuổi, địa chỉ tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nhập viện chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết,
Kết quả MSCT cho thấy hình ảnh thủng dạ dày, u dạ dày, hẹp môn dị. Ekip bác sĩ tiến hành hội chẩn chẩn đoán cụ ông bị viêm phúc mạc do thủng dạ dày, u dạ dày xâm lấn đại tràng, gốc gan hoại tử, hẹp môn vị, tăng bạch cầu. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, sau đó cụ ông được chăm sóc theo dõi tại khoa hồi sức tích cực và chống độc và khoa tiêu hóa. Hiện tình trạng của cụ ông đã cải thiện và xuất viện. Phương án điều trị tiếp theo sau phẫu thuật là tư vấn cụ ông và gia đình chuyển đến bệnh viện chuyên về ung bướu tiếp tục điều trị. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Kỳ Phương, phó trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, thủng dạ dày là tình trạng rất nguy hiểm, nếu không phẫu thuật khâu kịp thời sẽ dẫn đến viêm phúc mạc cấp tính, khiến cơ thể nhiễm độc, suy thận, hôn mê, rất dễ gây tử vong. Quý vị thân mến, nói đến chợ nổi Cái Răng là nói đến một địa điểm nổi tiếng, một nét văn hóa đặc trưng không chỉ của thành phố Cần Thơ mà còn của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây còn là sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, do quy luật chung của sự phát triển, chợ nổi Cái Răng đã và đang có những dấu hiệu trầm lắng và đứng trước nguy cơ bị mai một. Chợ nổi Cái Răng hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 20. Chợ nằm trên trục đường thủy sông Cần Thơ, kênh Sáng Sà No nên rất thuận tiện cho việc giao thương. Vào thời điểm cực thịnh, chợ nổi có từ 500 đến 600 ghe mua bán trao đổi hàng hóa. Với sự sầm uất cùng nét hấp dẫn độc đáo riêng, chợ nổi Cái Răng được tạp chí du lịch Road Guide của nước Anh bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới. Đồng thời, văn hóa chợ nổi Cái Răng cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016. Rất là có một cái phong cách và cái nét đặc trưng riêng của người miền Tây cũng như là miền sông nước. Chúng tôi cho rằng là cái nét văn hóa đặc trưng của miền Tây sông nước Nam Bộ là chợ nổi là một trong những cái nét điển hình để có thể thu hút phục vụ khách du lịch rất là tốt. Mặc dù vậy, những năm gần đây, hoạt động giao thương hàng hóa bằng đường thủy nói chung, trên chợ nổi nói riêng đã phần nào bị tác động rất lớn. Số lượng ghe thuyền tham gia họp chợ ở chợ nổi Cái Răng đã giảm xuống từ 350 đến 400 chiếc. Một khi hoạt động của chợ nổi không còn nhộn nhịp cũng đồng nghĩa với lượng khách tham quan ngày càng ít đi. Khách du lịch thì cũng còn lay gai, không có nhiều như lúc xưa, tại vì tình hình chung. Cái buôn bán mình nó vắng thì khách nó vắng lại, cái chuồng ghe nó đông thì khách số lượng nó đông. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng giai đoạn 2016-2021 gồm 13 hạng mục. Trong đó có một số hạng mục chính như xây dựng cầu tàu, trạm dừng chân, quầy hàng nổi và nhà hàng nổi trên sông. Qua 5 năm triển khai đề án, hoạt động của chợ nổi Cái Răng đã có những khởi sắc nhất định. Điển hình như số lượng khách du lịch tăng từ 12 đến 15% mỗi năm. Cảnh quan môi trường được cải thiện đáng kể. Vào chợ nổi là cách đây là 3 năm. Thế mà lần này vào là thấy là thay đổi rất là đẹp, các du khách đến rất là thích. Nó mất cái vẻ thiên nhiên thiệt, nhưng mà về làm bờ kè như vậy thì nó sẽ xanh sạch đẹp hơn thọ trước. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, có nhiều ý kiến cho rằng đề án bảo tồn và phát triển đã can thiệp quá nhiều vào không gian vốn có của chợ nổi, khiến cho di sản bị xâm phạm và biến dạng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái hồn cùng nét văn hóa bình dị của chợ nổi. Thêm nhiều quá. Nó chỉ khoảng 15 hecta thôi nhưng mà nhét vô đó là biết bao nhiêu là cái vật thể mới. Nào là du thuyền, nào là vệ sinh, nào là phao tiêu, nào là nhà bán trái cây, bán sách, vân vân vân. Đến đây để ta nhìn cái của trăm năm về trước. Cái hình ảnh của trăm năm về trước, chứ không phải ta nhìn là những cái vật thể mới này đâu. Du khách trong và ngoài nước vẫn còn hiện diện trên chợ nổi vào mỗi buổi sáng, nhưng nếu chỉ có các bè nổi, cầu tàu, điểm dừng chân, quầy bán hàng lưu niệm hay bờ kè khang trang mà không gian và nét văn hóa đặc trưng hình thành nên chợ nổi đã bị mai một, thì liệu rằng có còn chợ nổi như xưa? Trước tình hình khan hiếm các san lấp xây dựng đường cao tốc trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận lập thủ tục thăm dò khai thác cho hai nhà thầu thi công tại 4 vị trí ở huyện Trà Ôn để phục vụ cho dự án thành phần đoạn Cần Thơ Hậu Giang Dầu Giang Cà Mau. Hiện các nhà thầu đang khẩn trương thực hiện các thủ tục để hoàn thành hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác. Các mỏ cát này khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp thêm cho thị trường khoảng 3 triệu mét khối cát. Thời gian qua, Vĩnh Long đã cấp 38 giấy phép khai thác cát, trong đó có 9 giấy phép đang còn hiệu lực với tổng công suất khai thác hơn 1 triệu mét khối một năm. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ,
mực nước trên các sông rạch thuộc địa bàn thành phố đang bắt đầu lên cao theo kỳ triều cường cuối tháng 9 và đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất hàng ngày hiện đang ở mức dưới mức báo động 1 và đang có xu hướng lên dần trong những ngày sắp tới. Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thuộc thành phố Cần Thơ sẽ lên trong những ngày tới. Đỉnh của đợt triều cường này có khả năng lên nhanh theo triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đến ngày 13-14 tháng 11, tức là ngày 1 và 2 tháng 10 âm lịch, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng ở mức 1,9 đến 2 m, sắp xỉ mức báo động 3 2 m. Đây là đợt triều cường có đỉnh triều sắp xỉ mức báo động 3. Cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn sẽ gây ngập úng các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở các trường học, ngoài việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, còn tập trung thực hiện nhiều giải pháp giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và ý thức công dân cho học sinh, xây dựng một môi trường văn hóa ứng xử lành mạnh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với những hoạt động này nhé. Giờ hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ ngữ văn, trường Trung học Phổ thông Thới Lai về chủ đề ứng xử văn hóa trong nhà trường. Các học sinh trình diễn tiểu phẩm xoay quanh nội dung. An đang ôn tập thì tình cờ có một bạn nam chạy giỡn, vô tình đụng phải máy tính của An và máy rơi xuống đất. Sợ máy tính hư, An nói nặng lời với bạn và bạn nam kia cũng nói lớn tiếng với An, dẫn đến cự cãi trong lớp. Trong lúc này thì cô giáo đến khuyên can, giảng giải những sai lầm trong cách ứng xử của hai bạn. Qua tình huống này thì em học được cái cách ứng xử một cách tinh tế. Lúc đó thì em nên kiểm tra cái máy tính của mình đã có hư hay không. Em yêu cầu bạn là bạn ấy phải giúp đỡ, hỗ trợ mình sửa cái máy tính. Còn nếu như mà bạn ấy không đồng ý nữa thì em có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm hoặc là phụ huynh yêu cầu và trao đổi cái vấn đề này. Trên đây là một trong những hình thức sinh hoạt định hướng học sinh có cách ứng xử phù hợp với từng tình huống có thể xảy ra trong môi trường học đường. Xây dựng văn hóa ứng xử trong các trường học là một hoạt động giáo dục giúp cho thành viên trong nhà trường có nhận thức đúng, suy nghĩ, hành vi tốt đẹp. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố triển khai đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025. Trên cơ sở này, từng trường xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định cách ứng xử đối với từng thành viên trong nhà trường, linh hoạt triển khai đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức như trong các buổi họp, sinh hoạt dưới cờ, các cuộc thi, niêm yết tại các bản tin và linh hoạt lồng ghép trong những giờ hoạt động ngoại khóa, giờ học môn đạo đức. Mình cần lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Còn với bạn bè là hợp tác, tôn trọng, hòa nhã để mình học tập tốt. Qua 4 năm thực hiện về cái công tác văn hóa học đường thì rõ ràng là học sinh của chúng tôi có rất nhiều tiến bộ. Thứ nhất là về lễ phép với thầy cô, với người lớn tuổi. Và ngoài ra thì các em còn biết giao tiếp với bạn bè một cách tốt hơn. Các em không có gây sự đánh nhau và các em biết hòa nhã với các bạn cùng lớp, với các anh chị lớp trên. Thực hiện văn hóa ứng xử trong nhà trường góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Đồng thời đây còn là nơi trau dồi, rèn luyện nhân cách cho học sinh phát triển toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay đã là ngày cuối tuần rồi và quý vị có dự định nấu món gì cho cả nhà mình chưa ạ? Và chúng ta hãy cùng vào bếp để trổ tài nấu ăn cùng với anh Lê Hoàng Nhân, chủ quán Morning Steak. Và hiện tại ở trên bàn thì là những nguyên liệu để làm món beef steak thật là thơm ngon và bổ dưỡng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện nhé. Chào em, chào tất cả mọi người. Hôm nay anh xin giới thiệu để làm một cái miếng steak cơ bản và ở nhà mình tự có thể làm được. Đây là cái phần thân ngoại của con bò. Khi mà gã đông cái miếng thịt á, khi em gã đông thì nó sẽ có ra nước giống như vậy. Thì cái nước này á, mình không thể ốp bò để mình làm liền mà phải xử lý. Thì đây là cái giấy để mình thấm cái miếng thịt của mình, thấm máu hết, mình không có chừa gì hết trơn á. Đây, mình sẽ thấm máu cái miếng bò. Dạ. Nếu mà còn máu á thì khi em ốp gia vị lên nó không có thấm được vô trong miếng bò. Dạ. Thì nó không có ngon miếng bò. Thường á, một cái miếng steak ngon á thì độ dày của nó là khoảng 2 phân trở lên, thịt và cái vân mỡ ở trên miếng bò nó phải đồng điệu với nhau. Thì khi mình nướng lên á, những cái mỡ này nè, mình bỏ vô lò nướng, mình mỡ này á, nó sẽ tan chảy ra, nó thấm vô thịt, nó làm cho cái
miếng bò nó thơm hơn, nó ngon hơn. Bước tiếp theo là anh sẽ ốp miếng steak này. Đầu tiên là mình sẽ gắt tiêu lên. Đó. Rồi cái hai nữa là muối. Thì muối này là anh xài muối hồng, hoặc nếu mà không có thì nên xài những cái đồ mà nó tốt cho sức khỏe. Dạ. Như muối hồng hoặc là dầu ô liu gì đó. Thì mình nếu không có mình cứ xài muối iốt bình thường cũng được, không sao hết. Mình chuẩn bị xong cái miếng bò này thì mình dầm để qua một bên. Mình chuẩn bị tới cái chảo chiên. Thì nếu mà chiên bằng cái chảo chống dính á thì mình chiên cũng được, thì mình sẽ để mỗi một cái mặt của miếng steak là trung bình 3 đến 5 phút. Rồi mình lật lại mình chiên, bên thứ hai mình chiên đều hết miếng thịt luôn. Rồi xài lửa nhỏ. Một cái miếng steak ngon thì ở bên ngoài á, điều kiện của nó là nó phải giòn ở bên ngoài. Dạ. Nó phải giòn ở bên ngoài, bên trong rồi nó mọng nước, nó giòn bên ngoài để nó không có bị cái chảy cái nước ở bên trong ra. Mình phải đè nhẹ nhẹ vậy xíu nè. Dạ. Tại vì có những cái miếng thịt nó nước cái nó dẫn lên á thì nó không có đều hết cái mặt, thì mình phải đè nhẹ nhẹ tí xíu. Thơm quá anh em ơi. À. Biết steak á thì thường là sẽ ăn với salad hoặc là rau củ xào này nè. Dạ. Hoặc rau củ cũng có thể nướng luôn cũng được. Dạ. Rồi để mình ăn chung với steak hoặc là bánh mì á. Giờ anh sẽ chỉ em hai cái, một cái là cái sốt. Thì cái sốt là nó cũng rất là dễ luôn. Đợi chảo nóng, xong mình bỏ tí xíu dầu ô liu vô. Củ hành tây, em sắc hạt lựu, em băm nhỏ nó ra. Dạ. Với một miếng cái này là rượu vang đỏ. Em chế tí xíu rượu vang đỏ lên. Cho cái sốt này lên. Rồi giờ xong cái sốt thì mình để qua một bên. Dạ. Xong rồi nguyên liệu để ăn kèm rau củ á, bỏ vô mình xào thôi. Em thấy nãy giờ thấy ok không? Dễ làm ha đúng không? Dạ, một món dễ làm cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Dạ vâng, và em xin được cảm ơn anh Hoàng Nhân. Và kính thưa quý vị, beef steak thì chúng ta có thể ăn kèm với bánh mì và salad thì rất là phù hợp và rất là ngon. Khi mà chúng ta thưởng thức được một món ăn ngon thì không những là cung cấp được đầy đủ dinh dưỡng mà còn giúp cho không khí gia đình của chúng ta càng thêm vui vẻ và hạnh phúc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống với nhiều hoạt động như là học hành, làm việc, đôi lúc sẽ khiến chúng ta mệt mỏi, thậm chí là cảm thấy áp lực với nó. Và nếu như cứ để cảm giác áp lực mệt mỏi kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Vâng ạ, chính vì thế, để phần nào giải tỏa áp lực thì một số cơ sở đã mở những lớp học thư giãn để giúp mọi người có thể cân bằng cảm xúc. Và lớp học về âm nhạc như thổi sáo mà chúng tôi giới thiệu sau đây cũng là một cách giảm stress trong những ngày cuối tuần. Trong không gian thoáng đãng với cây xanh gió trời, những học viên đến với lớp thổi sáo tại viện đào tạo dưỡng sinh Ta Dút, phường Hưng Phú, quận Cái Răng còn được hòa mình với nhạc cụ sáo trúc. Đây là cách những học viên lựa chọn để giảm áp lực riêng của mình. Dạ, khi đi học là con rất là áp lực, mà khi mà đứng trước đám đông giống như là thầy cô giao bài đọc về nhà, con em không làm bài kiểm như là em chưa học bài thì lên lớp rất là áp lực. Không như những lớp học thổi sáo để nâng cao năng khiếu về âm nhạc, lớp học này chủ yếu để giúp mọi người học cách cân bằng cảm xúc. Khi em dạy thì em sẽ không đặt nặng quá về vấn đề chuyên môn, mà em sẽ tạo làm sao một cái không khí mà vui tươi trong cái lớp để các bạn, tức là cảm giác các bạn đang chơi chứ không phải là học nữa. Và khi giải tỏa tâm lý đó thì em sẽ tạo cho các bạn một cái hơi thở thoải mái nhất. Lớp học có nhiều lứa tuổi, ai cũng có những lo lắng, áp lực riêng của mình. Nhưng khi được ngồi cùng nhau, hòa mình với âm nhạc thì mọi thứ dường như tan biến. Sau khi mà con học thổi sáo thì con thấy nó tốt hơn so với nghe nhạc với lại xem TV, là gì? Thổi sáo là trực tiếp, còn hai cái hồi nãy con kể là gián tiếp. Thì em với mẹ tham gia lớp 6 học thì để cải thiện hơi thở. Thì trước thì hơi thở ngắn, với lại là học 6 xong thì cảm thấy rất là vui. Tại vì thầy dạy rất là nhiệt tình, với là mọi người được trao đổi nè, mọi người gần gũi với nhau.
và có thêm một kiến thức mới trong lĩnh vực âm nhạc. Trước giờ thì âm nhạc thì em không thích lắm, nhưng mà khi học sáo thì em cảm thấy thích hơn và cảm thấy thú vị hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa về tâm lý, những căng thẳng, mệt mỏi, lo âu có thể lúc đầu không phải là bệnh, nhưng nếu kéo dài sẽ là một trong những bệnh lý về tâm thần. Mình phải làm sao dành thời gian được cho bản thân mình. Nói chung là mình dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn một chút đó. Rồi ngoài ra thì mình còn có thể học các kỹ năng về thư giãn của tâm lý như là yoga, ngồi thiền, hay là tập hít thở sâu, hay là liệu pháp âm nhạc chẳng hạn. Bằng lớp 6 nói riêng và cái liệu pháp tâm lý nói chung thì mình hướng đến một cái mục tiêu là cho mọi người một cái công cụ để giúp làm sao mà cân bằng được cái tâm lý của mình, và đặc biệt là trong cái xã hội mà rất là nhiều cái sự căng thẳng như hiện nay. Âm nhạc từ lâu luôn là một liệu pháp giúp mọi người giải tỏa được căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống. Giới sáo trúc cũng vậy, nó giúp tinh thần nhiều người sẽ tốt hơn để làm việc và học tập hiệu quả. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đôi Nghề Mới sáng nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.